Kinh Tây Phương kính chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay là ngày 9 tháng 1 năm 2021 rồi nha. Thì hôm nay thì mình sẽ gửi đến tất cả mọi người một cái thông tin rất là quan trọng về cái tuyến cao tốc Lậu Tẻ - Rạch Sỏi. Thì Bộ Giao thông Vận tải vừa đã có công bố cái ngày chính thức để làm cái lễ khánh thành cái tuyến đường cao tốc Lậu Tẻ - Rạch Sỏi này rồi nha mọi người. Thì thông tin này thật sự mà nói mình cũng đã biết từ ngày 8 tháng 1 rồi, nhưng mà nó chưa có được kiểm chứng một cách chính xác á. Thì hôm nay thì người ta đã chính thức công bố cho các đơn vị báo chí rồi. Thì cái nội dung chi tiết á, thì mình sẽ xin lược qua sơ cái thông tin cho mọi người cùng nắm nha. Bộ Giao thông Vận tải cho biết ngày 12 tháng 1 này sẽ tổ chức lễ khánh thành tuyến đường Lậu Tẻ - Rạch Sỏi dài 51 km nối thành phố Cần Thơ với tỉnh Kiên Giang. Dự án đầu tư xây dựng tuyến Lậu Tẻ - Rạch Sỏi do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, Tổng công ty đầu tư phát triển quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long là đơn vị đại diện chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.355 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn vay ODA của chính phủ Hàn Quốc là 200 triệu USD, tương đương với 4.549 tỷ đồng, và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam là 1.806 tỷ đồng. Dự án có tổng chiều dài là 51 km, trong đó đi qua địa phận thành phố Cần Thơ là 24 km và đi qua địa phận tỉnh Kiên Giang là 27 km. Điểm đầu dự án tại km 02 104 thuộc địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, kết nối với cầu Vàm Cống. Điểm cuối tại km 53 cộng 553 thuộc địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, kết nối với tuyến tránh thành phố Rạch Giá. Theo quy hoạch tổng thể, tuyến Lậu Tẻ - Rạch Sỏi là đoạn thuộc trục chân thành đất mũi của đường Hồ Chí Minh, được Quốc hội thông qua tại nghị quyết số 38/2004/QH11 và được cụ thể hóa tại nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013. Theo phân kỳ đầu tư, hiện dự án được xây dựng có tiêu chuẩn hình học phù hợp với quy mô đường cao tốc loại A, vận tốc thiết kế 80 km/h, có 4 làn xe, rộng 17 m, có giải phân cách cứng, kết cấu mặt đường lát nhựa giao giai đoạn hoàn chỉnh sẽ được đầu tư với quy mô 6 làn xe và mặt đường bê tông nhựa, vận tốc thiết kế 100 km/h. Dự án được khởi công từ ngày 17 tháng 1 năm 2016 đến nay. Thì giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành, đảm bảo các điều kiện để thông xe, đưa vào khai thác từ ngày 12 tháng 11 năm 2021 và chỉ cho phép các phương tiện cơ giới đường bộ được lưu thông, từ trừ mô tô, xe gắn máy. Khi đưa tuyến Lậu Tẻ - Rạch Sỏi vào sử dụng sẽ rút ngắn thời gian đi từ Cần Thơ xuống Kiên Giang từ 1 giờ 30 phút xuống còn 50 phút, tăng cường năng lực hiệu quả khai thác của tuyến đường liên vận quốc tế nối liền Campuchia, Thái Lan đến Việt Nam. Tuyến Lậu Tẻ - Rạch Sỏi cùng với cầu Vàm Cống, cầu Cao Lãnh kết nối với tuyến Mỹ An - Cao Lãnh và tuyến N2. N2 thì từ Đức Hòa tới Mỹ An là các tuyến đường bộ cao tốc được đầu tư trong tương lai, tạo thành trục dọc nối thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh Tây Nam Bộ, tạo điều kiện tiền đề cho việc hình thành tuyến cao tốc phía Tây song song với tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Đồng thời, cùng với tuyến cao tốc trục ngang đã được phê duyệt quy hoạch như Bạc Liêu, Rạch Giá, Hà Tiên và tuyến đường Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng sẽ hình thành mạng lưới đường bộ cao tốc hiện đại, đồng bộ cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long, góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong khu vực và của đất nước. Thì đó là thông tin chính thức người ta đã công bố trên báo chí, và trên cái thông tin này người ta cũng đã đưa ra chính thức cái lộ trình sau này. Thì tới giai đoạn 2 thì người ta sẽ làm quy mô là 6 làn xe và mặt đường bê tông nhựa, vận tốc thiết kế sẽ là 100 km. Thì bây giờ chỉ đang làm giai đoạn 1 thôi. Thì tuyến đường này thì sau này có thể là sẽ đặt tên là tuyến đường Hồ Chí Minh luôn. Tức là trên tuyến đường Hồ Chí Minh, nhưng mà từng khúc thì người ta có thể gọi thành cái gọi là đường cao tốc. Thì khi mà thiết kế cái vận tốc cao thì người ta gọi là đường cao tốc thôi, chứ cũng không có gì mà đặc biệt. Nhưng mà cái đoạn đường này thì
rồi nó sẽ kéo xuống tới Cà Mau nha mọi người. Thì sau này nữa nó có khả năng nó sẽ kéo từ Cà Mau lên tới Gạch Giá rồi tới Cao Lãnh rồi tới Mỹ An rồi tới Đức Hòa, Đức Huệ rồi tới Trân Thành của Bình Phước luôn. Đó, rồi nó nhập vô tuyến đường Hồ Chí Minh, nó cập phía ở bên sát biên giới ở bên Lào đó mọi người, thì gọi là tuyến đường Hồ Chí Minh đó. Thì sau này nó sẽ đi dọc theo trục đó thì nó rất là dài, quy mô nó cũng rất là hoành tráng, thì như vậy mới dễ tỏ được cái bài toán giao thông của khu vực miền Tây mình. Thì thực sự mà nói, trong tất cả các miền hiện bây giờ thì giao thông của miền Tây là tương đối tệ nhất, vừa là do cái địa hình là đất mềm, đất phù sa, nên khi mà làm đường nó cũng khó khăn, rồi cái hệ thống sông ngòi nó chằng chịt quá, thì khi mà làm đường thì cũng rất là tốn công tốn sức, rồi chi phí nó cũng đội lên, nên nhiều khi thay vì đầu tư 10 đồng ở miền Tây thì chỉ được thí dụ được cây số, mà đầu tư miền Trung miền Bắc thì nhiều khi được tới 2-3 cây số thí dụ vậy. Thì nhiều khi người ta cũng muốn ưu tiên người ta đầu tư khu vực ngoài trước, rồi sau này thì cái nguồn vốn, cái tiền kinh tế mình cũng phát triển hơn á, thì bây giờ bắt đầu tập trung xuống đồng bằng sông Cửu Long. Thì mình thấy định hướng trong khoảng 5 đến 10 năm nữa thì hầu như người ta sẽ định hướng để xây dựng hệ thống giao thông vận tải sao cho nó tốt ở khu vực miền Tây của mình, miền Tây hay gọi đó, thì sớm muộn gì thôi thì cũng phải làm sao để cho giao thông miền Tây nó phát triển được, thì cũng góp phần vào phát triển kinh tế của cả đất nước. Thì mọi người biết rồi, khu vực miền Tây mình thì dựa lúa đồng bằng sông Cửu Long lớn nhất cả nước rồi, người từ cây ăn trái rồi từ nuôi trồng thủy sản vân vân. Thì tuyến đường cao tốc Lộ Tẻ Rạch Sỏi này khi mà khánh thành thì nó cũng đã rút ngắn được cái thời gian di chuyển từ đây tới thành phố, cũng giảm được cả tiếng đồng hồ. Tại vì hôm trước mình cũng có chạy thử rồi, chạy tốc độ cũng 70-80 được, thì chạy rất là nhanh, chạy tầm khoảng 40 phút thôi, 40 phút, 45 phút là bắt đầu đi hết tuyến đường này đó. Còn hiện bây giờ mà người ta đi trên quốc lộ 80 nó tầm 1.5 tiếng, tùy theo mật độ giao thông trên đường nữa. Thì đặc biệt là mấy cái khúc mà đường hư, khúc gần Vĩnh Thạnh nữa, đường hư chạy rất là khó nữa. Còn thí dụ ngay cái lúc mà tan tầm thì thôi, chạy không thể nào mà chạy nổi. Thì phải nói đây là một cái tin vui, rất là vui cho tất cả người dân Kiên Giang cũng như các tỉnh lân cận. Sau này có đi xuống Gạch Giá thì sẽ rất là nhanh thôi, chứ không phải như trước. Hồi trước mình cứ tưởng tượng Kiên Giang mình giống như cái ốc đảo, nhưng mà mỗi lần đi tới rất là khó khăn vậy đó. Còn bây giờ thì đường này thì rất là ngon rồi. Hy vọng cái chất lượng nó được đảm bảo nữa. Chứ nhìn thấy thì cái con đường thì nó không có được phẳng lắm thôi, nhưng mà chạy thì cũng rất là ok. Hy vọng rằng sau khoảng thời gian người ta tráng nhựa bê tông lên thì lúc đó chạy mới đúng chuẩn cao tốc được, chứ bây giờ chạy thì nó cứ hơi sực, nó chạy nó không có được mịn lắm, nó không có được phẳng lắm á, nên nhiều khi tốc độ nó cũng hạn chế mà đâu dám chạy nhanh được. Vậy là ngày 12 tháng 1 này thì mọi người có đi xuống Gạch Giá Kiên Giang thì sẽ quẹo vô đường cao tốc này để mình đi xuống Gạch Giá nha. Thì đi sẽ rất là nhanh thôi. Thì sau này cái tuyến đường này bây giờ thì nó nối trực tiếp vô cầu Vàm Cống á, nên khi mà mấy tỉnh ở trên nó mà đi xuống á thì mình đi tới cầu Vàm Cống thì mình cứ đâm thẳng xuống luôn. Đó là cái đường này nè, thì nó sẽ ra tuyến cánh Gạch Giá, nó ra tới đường Mai Thị Hồng Hạnh, nói chung mình cứ đi thẳng hoài đó, rồi ra tới đường Mai Thị Hồng Hạnh của Gạch Sỏi, mình quẹo phải rồi sẽ vào Gạch Sỏi rồi vào Gạch Giá luôn, thì mai mốt đi vậy đó, rất là tiện. Đó, còn đường xá thì mọi người thấy hồi nãy giờ đó cũng nói chung là cũng đã hoàn thành hết rồi, bây giờ chỉ có vụ mà chất lượng nó ổn định hay không nữa thôi, chứ còn mọi thứ nó đã xong xuôi hết rồi. Video này mình quay hồi lúc khoảng ngày 4-5 tây tháng 1 gì đó, 3-4-5 tây gì đó.
thì cũng rất là mới đây thôi, thì nó lúc đó nó cũng đã xong rồi, thì đợi tới ngày 12 tây tháng 1 thì cũng có thể là do người ta đợi tới giai đoạn người ta thẩm định này nọ nữa đó, khi mà thẩm định xong thì mới chính thức khánh thành thông xe. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của kênh Tây Phương nha. Thì mình cố gắng ngày 12 tháng 1 mình sẽ vào tiếng ngộ tẻ gạch sỏi này để cho mọi người để quay cái cảnh khánh thành thông xe chính thức cho mọi người cùng xem nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của kênh Tây Phương. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo nha.